Trước đây thì em đã tốn rất là nhiều tiền để đi học tiếng Anh nhưng mà thu lại kết quả rất là tệ, và thật may mắn là em đã gặp được WeSet. Cảm ơn người, em tên là Trương Gia Bảo, em đang là sinh viên của trường Đại học Hotech và hiện tại thì em đang học lớp upper của khóa tiếng Anh IELTS tại WeSet, và em điểm mong muốn đầu ra của em là 7.0 IELTS. Không biết là em biết từ WeSet qua đâu và vì sao em đã quyết định học tiếng Anh tại WeSet vậy? Em biết đến WeSet qua một người bạn của em và em cảm thấy là cái nhu cầu tiếng Anh hiện nay thì rất là cần thiết và cái lộ trình của WeSet thì rất là phù hợp với em, nên là em đã quyết định đăng ký để được đi học tại WeSet. Trong quá trình học tại WeSet thì em thấy trung tâm có những điểm khác biệt gì so với lại những trung tâm mà em đã từng học hoặc là những cái lớp học mà em đã từng học? Theo em thì khi mà học tại WeSet thì em thấy có những điểm khác biệt. Nhất là em cảm thấy phòng thì rất là thoải mái, sạch sẽ, và cái điều em ấn tượng nhất là thầy cô ở đây thì rất là thân thiện và nhiệt tình. Khi mà em có những cái thắc mắc thì thầy cô luôn giải đáp cho em từng chi tiết một, và hơn nữa là các anh chị tư vấn đều rất là nhiệt tình và thân thiện với em khi mà em có những cái thắc mắc. Em có thể kể lại một cái kỷ niệm mà em đáng nhớ nhất khi mà em học tại WeSet không? Theo em thì kỷ niệm đáng nhớ nhất của em khi học tại WeSet là sự thân thiện và nhiệt tình của thầy cô. Khi mà em có được những kết quả tốt lớp thì thầy cô gửi cho em những cái phần quà rất là đặc biệt, chẳng hạn như là trà sữa, và thầy cô luôn động viên em trong quá trình học tập. Trong suốt thời gian mà em học tại WeSet thì em thấy bản thân mình có cải thiện kỹ năng nào là nhiều nhất? Trong suốt thời gian học tập tại WeSet thì em cải thiện được rất là nhiều trong các kỹ năng của mình, và theo em thì kỹ năng writing và reading của mình là được cải thiện nhiều nhất. Vào thời gian đầu thì bài writing của em ngữ pháp còn sai rất là nhiều và em không có nhiều ý tưởng để viết bài, nhưng mà sau một thời gian học tập tại WeSet thì ngữ pháp của em đã dần được cải thiện, và thầy cô cũng gửi cho em được nhiều ý tưởng hơn để em có thể viết được một cái bài writing hoàn chỉnh, và reading của em thì đồng thời cũng được cải thiện rất là nhiều. Sau một thời gian học thì em có thể dễ dàng hiểu được những cái nội dung và ý chính trong bài đọc. Em thấy những kỹ năng, những kiến thức mà em đã được học tại WeSet thì có tính áp dụng vào thực tế như thế nào? Em nghĩ là những kỹ năng và kiến thức khi em học tập ở WeSet có tính áp dụng thực tế rất là cao. Chẳng hạn khi mà em giao tiếp với người nước ngoài thì em có thể tự tin hơn khi giao tiếp với họ, và em có thể giao tiếp được nhiều điều hơn. Và khi mà em đọc những cái tài liệu được viết bằng tiếng Anh thì em có thể dễ dàng và hiểu được những cái nội dung được viết ở trên đó. Và theo em thì cái điều thực tiễn nhất đó chính là mức lương. Khi mà tiếng Anh của em tốt thì em có thể dễ dàng có được những công việc với một cái mức lương hợp lý. Sau đây WeSet sẽ dành cho bạn một thử thách nhỏ nhỏ, em sẵn sàng chưa? Dạ. Em sẵn sàng. Xin mời em bốc thăm thử thách của mình. Thử thách của em là phải lấy được một câu tiếng Anh trong 5 giây. Sẵn sàng chưa? Dạ. 5 giây của em bắt đầu. How can a clam cram in a clean free can? Wow, xin chúc mừng em. Em có lời khuyên nào dành cho các bạn mà đang đắn đo học tiếng Anh tại WeSet không em? Nếu mà các bạn còn đang đắn đo khi mà học tại WeSet thì em có một lời khuyên cho các bạn là các bạn cứ đăng ký đi học đi, bởi vì thầy cô ở trung tâm rất là vui vẻ và nhiệt tình. Chắc chắn là những cái kỹ năng tiếng Anh của các bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều. Điều cuối cùng mà em muốn nói là I love WeSet.